Một loạt các vụ tấn công nhắm vào gia súc ở các bang của Mỹ như Missouri, Utah, Colorado đã diễn ra hơn 30 năm nay. Các con vật bị giết chết một cách vô cùng rùng rợn và bí ẩn, thậm chí còn bị hút hết máu, không thể tìm ra nguyên nhân tử vong. Những người da đỏ bản địa nói rằng thủ phạm là một con quái vật, còn các nông dân Mỹ thì cho rằng chính người ngoài hành tinh đã tấn công gia súc của họ. Câu chuyện kỳ bí này kết thúc ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong tập hôm nay của Hành trình bí ẩn. Chào các bạn, mình là Hà Anh. Như mọi người đã biết, Hành trình bí ẩn tập trung vào chủ đề khoa học huyền bí từ phương Đông sang phương Tây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khai vị bằng một chuyện ma có thật xảy ra từ những năm 1990 tại Mỹ. Theo truyền thuyết của những người da đỏ UT, một bộ tộc sống ở bang Utah, Mỹ, Skinwalker hay bộ da biết đi là những phù thủy có khả năng đội lốt và khoác lên mình bộ da động vật để biến thành nhiều loại sinh vật khác nhau. Skinwalker Ranch hay trang trại của bộ da biết đi là một trang trại bỏ hoang nằm ở bang Utah. Người da đỏ bản địa không bao giờ vãng lai đến nơi này vì họ nói nó nằm trên lộ trình của bộ da biết đi. Người chủ trang trại đã mua nó vào năm 1950 và sau 37 năm họ bỏ đi không rõ lý do, khiến trang trại này bị bỏ hoang suốt 7 năm dòng. Tới năm 1994, nó được bán cho một người tên là Terry Sherman, đã mua lại vùng đất đẹp đẽ này với cái giá rất rẻ, khiến ông vô cùng hồ hởi. Khi mới chuyển đến, Terry thấy các cửa ra vào đều được người chủ cũ của trang trại trang bị chốt khóa rất lớn, không những khóa ở hai cửa trước sau mà còn ở tất cả các cửa giữa các phòng với nhau. Ở hai bên cổng nhà còn treo hai cái khoen lớn với móc xích sắt được sử dụng để xích một giống chó giữ nhà to và hung dữ. Điều gì đã khiến người chủ cũ siết chặt an ninh đến thế? Ngày đầu tiên đến trang trại, gia đình Sherman đang chất đồ đạc xuống thì từ xa có một con chó sói lớn tiến đến chỗ họ. Trông nó rất thân thiện và dạn người. Họ nghĩ rằng có thể nó là vật nuôi của ai đó đang đi lạc. Đột nhiên, ngay lúc cả gia đình không để ý, nó lao vút đến chuồng bò cách đó 20 mét và ngoạm vào đầu một con ngé con. Terry rút khẩu súng lục Magnum ra, bắn vào người con chó sói, nhưng ngạc nhiên thay, nó chẳng hề bị thương, thậm chí còn không hề bị chảy máu. Sau đó, ông lấy ra một khẩu súng trường và nhắm bắn với suy nghĩ chắc chắn lần này con sói phải chết. Nó trúng đạn và buộc phải lùi lại, nhưng vẫn rất bình tĩnh nhìn về Terry, giống như không hề bị thương chút nào vậy. Toàn bộ gia đình Sherman thật sự kinh hãi. Terry quyết định nổ súng, bắn trúng con sói thêm một lần nữa, và ông nhìn thấy một mảng thịt từ người con sói rơi xuống và nó bỏ đi. Terry cùng con trai Ted vội đuổi theo con sói ấy, nhưng khi họ đuổi theo đến một chỗ đất bùn lầy, thì dấu chân của con sói đột ngột biến mất. Trên đường quay trở về nhà, ông tìm thấy mảnh thịt đã văng ra từ người con sói, và thay vì thấy một miếng thịt tươi đầy máu, ông thấy đó là một miếng thịt bốc mùi hôi tanh như xác động vật chết. Gia đình Sherman liên tiếp gặp những điểm quái gở. Đầu tiên, các cửa đi lại trong căn nhà thường xuyên bị đóng mở bằng một lực rất mạnh, một cách vô cớ. Các hộp thức ăn và ngũ cốc của gia đình thường bị biến mất. Sau đó, họ tìm thấy chúng ở trong các vị trí như trong tủ lạnh, tủ đá hoặc lò vi sóng. Xẻng và đồ làm nông cũng bị biến mất, vân vân. Và một buổi tối mùa hè năm 1994, ông Terry thấy ánh đèn pha từ phía xa xa tiến lại. Có một thứ máy móc hay xe cộ nào đó đang xâm phạm vùng đất tư nhân của ông. Terry dẫn con mình và người cháu họ đuổi theo. Khi chạy đến chỗ hàng rào, trăng dây thép gai, thứ đồ kỳ lạ đó bỗng nâng bổng lên mặt đất và bay lên ngọn cây. Terry nhìn kỹ và thấy rằng hóa ra đó không phải một chiếc xe hơi mà là một thiết bị hình thoi có đèn pha phía trước. Cả ba người họ đã bị chấn động mạnh. Tới mùa đông năm 1994, đầu năm 95, một con bò giống đắt tiền của Terry đã bị biến mất. Khi ông lần theo vết móng của nó trên tuyết, ông thấy con bò tăng tốc như đang chạy trốn, nhưng không hề thấy có vết chân của thú dữ hay ai đó đuổi theo. Dấu chân chạy đi rất xa đến một bãi đất trống và đột ngột biến mất, không có chút vết tích gì. Terry cảm thấy ớn lạnh. Trong suốt mùa đông, bốn con bò nữa biến mất. Kể từ đó, Terry bắt đầu ra khỏi nhà vào ban đêm và theo dõi những vệt sáng bay lượn xung quanh trang trại. Nhưng bất kể ông có ngụy trang thế nào đi nữa, thì mỗi lần tiến đến gần để nhìn cho kỹ thì các vệt sáng lại bay ra xa. Các vệt sáng có đủ màu, đỏ, cam, vàng. Nhưng Terry kể rằng các vệt sáng màu xanh dương là đáng sợ nhất.
mỗi lần chúng xuất hiện thì các con bò trong chuồng đều hoảng sợ. Tháng 4 năm 1995, trời đổ mưa rào và sấm chớp. Khi đó, Ted, con trai của Terry, phát hiện dưới kênh dẫn nước của trang trại có xác một con bò cái. Đặc biệt, con bò ở phần đuôi và hậu môn đã bị khoét một mảng, vết cắt cực kỳ sắc bén, là một hình tròn hoàn hảo với đường kính khoảng 15 cm. Không biết cái gì đã hút sạch nội tạng của con bò, kể cả máu cũng bị hút sạch, thậm chí dưới kênh dẫn nước chẳng hề có một vệt máu loang. 3 tháng sau, một con bò đen 4 tuổi giống Simmental được tìm thấy trong một bụi cây. Cơ quan sinh dục và hậu môn của nó bị khoét hết. Một cái tai bị khoét mất một cách rất gọn gàng. Tới đầu năm 1996, Terry bị mất thêm 2 con bò nữa và cả 2 con bò đều chết trong tình trạng giống như những con bò trước đó. Giọt nước làm tràn ly là vào một buổi tối vào tháng 4 năm 1996 khi ông Terry nhìn thấy một đốm sáng xanh lởn vởn vào ban đêm. Ông bèn thả 3 con chó canh của mình tấn công đốm sáng ấy, nhưng đốm sáng nhử chúng vào trong bụi rậm, khuất tầm mắt. Terry nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng của đàn chó và sau đó là sự im lặng của màn đêm. Ông sợ hãi và quyết định ngay khi mặt trời lên thì sẽ đi tìm chúng. Ngày hôm sau, ông nhìn thấy 3 vòng tròn cỏ bị cháy đen thành màu nâu và nằm ở giữa mỗi vòng tròn là 3 cái xác đen ngòm của 3 chú chó. 3 chú chó bị biến thành 3 cục thịt bẹp dí như trong máy ép thủy lực. Ngay trong đêm hôm ấy, gia đình Sherman đã họp lại và họ quyết định bán trang trại. Sau đó, một đội nghiên cứu đã mua lại trang trại. Terry ngỏ ý ông vẫn muốn tiếp tục ở lại đây cùng với nhóm nghiên cứu để tìm ra thủ phạm. Nhóm nghiên cứu đồng ý thuê Terry trông coi trang trại cho họ. Họ giữ lại một số con bò để làm mồi nhử. Trong một năm sau đó, không có nhiều sự kiện lớn phát sinh. Mãi cho tới tháng 7 năm 1997, một cuộc tấn công kinh khủng đã xảy ra. Một con nghé con đã bị tấn công một cách man rợ nhất có thể. Có một lực gì đó cực mạnh đã xé nát một con nghé con, 4 chân dang rộng 4 hướng và một cái chân bị văng ra xa 3 mét so với thân thể. Ít nhất 3 lít máu của con nghé đã bị hút sạch, tất cả nội tạng cũng biến mất và trên da của con vật không hề có vết máu nào. Lớp cỏ xung quanh cũng không có vết máu. Điều này khiến Terry và các nhà nghiên cứu phải ớn lạnh. Một lực lớn như vậy xé toang cơ thể của con bò mà không có một chút máu nào. Thậm chí tai trái của nó có thể thấy rõ là bị cắt bằng một vật rất sắc. Bạn có thể nghĩ đây có thể là những chuyện bịa đặt, không ai có thể làm chứng cho gia đình Sherman được. Nhưng trên thực tế, các trường hợp gia súc bị tấn công được ghi nhận rất nhiều ở Mỹ vào những năm 1970 và cho đến tận thời điểm của video này, năm 2021. Từ năm 1975 đến 1977, tại 2 quận của bang Colorado đã ghi nhận 200 trường hợp. Vào ngày 4 tháng 9 năm 1975, Thống đốc bang Colorado là ông Richard Lamb đã họp mặt với Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc và ông phải thốt lên rằng đây là một trong những điều man rợ nhất trong lịch sử công nghiệp chăn nuôi gia súc. Không thể nào đổ lỗi cho các cuộc tấn công của thú dữ được nữa. Hàng trăm các trường hợp gia súc bị tấn công cũng được báo cáo từ các bang Minnesota, South Dakota, Montana, New Mexico và cả bang Texas. Các vụ tấn công thường có mang tính chất rất khác biệt. Con vật bị chết ngay tại chỗ mà không có bất kỳ dấu vết của việc kháng cự hay dãy giụa, không có bất cứ vết xe ô tô hay thậm chí chẳng hề có cả dấu chân hay bất cứ dấu vết gì của việc thủ phạm đã đến và đi như thế nào, nên các nhà chức trách chẳng hề có manh mối để truy tìm. Ngày 19 tháng 6 năm 2013, một con bò của một nông dân tên là Lynn Mitchell ở bang Missouri bị tấn công. Bà nói, bà tìm thấy con bò cái bị cắt lưỡi và quả tim bị bật ra ngoài, bộ phận sinh dục cũng bị lấy mất. Thêm nữa, nơi con bò nằm lại, các cây cỏ bị đốt cháy in rõ một tư thế nằm của con vật. Bà Lynn còn nói, vào năm 2011, 2 con bò khác nữa của bà cũng đã bị chết theo cách tương tự, với phần da ở cằm và tai đều bị khoét. Đặc biệt, những vết cắt ngọt như dùng dao phẫu thuật và không có một chút máu nào, mặc dù vết thương rất lớn. Năm 2013, kênh Science Channel đưa tin Tom Miller, một nông dân ở Colorado có truyền thống chăn nuôi gia súc, đã phát hiện xác động vật nuôi của mình chết trong trạng thái khủng khiếp. Mắt, tai, lưỡi của con bò bị khoét mất và con bò bị hút sạch máu, chỉ còn một cái xác khô. Miller nhận thấy các vết cắt được cắt bởi một thứ gì đó như tia laser, cực kỳ chuẩn xác. Không có bất kỳ dấu vết nào của thủ phạm được lưu lại. Đây không phải lần đầu tiên gia súc của Tom Miller bị giết, mà đã bắt đầu từ năm 1999. Tom Miller nói,
Nhiều người sẽ bảo tôi bị điên khi tin vào UFO, nhưng tôi không biết câu trả lời nào khác nữa. Tại quận Wasco, bang Oregon, một nông dân 66 tuổi tên là Doug Johnson và con trai là Clint, 28 tuổi, đã mất rất nhiều tài sản vì những vụ tấn công liên tiếp trong 2 năm gần đây. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, một con bò thuộc giống Black Angus của gia đình Johnson đã bị tấn công. Một đường cắt thẳng tắp và cực ngọt đã lột ra con bò ở phần cằm cho đến tận miệng, lưỡi bị rút mất, mắt bị móc đi. Doug Johnson khẳng định chắc nịch rằng đây không phải là thú dữ tấn công. Các vết thương không bị xé, bị cắn mà bị cắt bằng một thứ gì đó. Vú bò, một phần chân trước, trực tràng và bộ phận sinh dục của con bò đều bị cắt đi. Ông Johnson nói không có dấu vết của bất cứ phương tiện nào di chuyển và chuyện này xảy ra ở khắp bang Oregon. Tháng 6 năm 2020, David Hunt, một người chăn bò, đã chụp lại được hình ảnh này. Một con bò cái đã chết trong tư thế nằm thẳng đứng, hai chân trước và hai chân sau của nó xếp gọn gẽ vào phần bụng. Lưỡi, mắt và bộ phận sinh dục bị cắt mất. Điều này thật không thể tin nổi. Một giả thuyết được đưa ra là con bò bị đột quỵ và sau đó kềnh kềnh đến ăn thịt. Điều này có thể giải thích tại sao không có vết máu. Động vật khi chết, nếu không có vết thương thì máu sẽ đông lại trong cơ thể nên không có máu. Và kền kền rất thích ăn nội tạng và hậu môn nên các vết khoét cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, giả thuyết này được đưa ra một cách đầy gắng gượng và nhiều sơ hở. Bằng một lý do nào đó, sói, kền kền và thú hoang ngược lại không muốn ăn những xác gia súc đã bị tấn công này. Khi người ta tìm đến hiện trường, không hề có dấu vết của thú hoang ở xung quanh. Thậm chí, ngay cả ruồi nhặng cũng tránh xa những cái xác này. Thông thường, ruồi nhặng sẽ xuất hiện và đẻ con lên xác và ròi sẽ nở trong vòng 24 giờ. Quá trình phân hủy của cái xác cũng xảy ra hết sức chậm, không có ròi bỏ. Khi bị phát hiện, những cái xác được giữ ở trạng thái khá nguyên vẹn. Trên da thịt của gia súc không có dấu vết cắn xé của động vật, trái lại bộ da của những con bò đều vẫn còn nguyên vẹn. Một số trường hợp có tai bị cắt bằng những vết dao sắc. Ở một số trường hợp khác, các xương sườn của con bò bị gãy, chứng tỏ xác bò đã phải chịu một lực va đập rất mạnh. Một số người cho rằng con bò trước tiên đã bị giết ở một địa điểm khác và sau đó cái xác bị thả xuống đất, do đó không hề có vết máu lưu lại. Không chỉ ở Mỹ mà tại Pháp cũng xuất hiện những trường hợp tương tự, nhưng lần này là các vụ tấn công các con ngựa. Chúng ta có thể thấy rằng không có giả thuyết nào khác khả thi hơn ngoại trừ khả năng có sự can thiệp của người ngoài hành tinh. Hơn nữa, những người ngoài hành tinh này lại rất tàn bạo với động vật, nhưng họ không dám tùy tiện động tới con người. Nhưng nếu họ bắt cóc người trái đất và đem đi nơi khác, thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Vậy vì sao họ lại lấy đi nội tạng của động vật, thậm chí còn hút sạch máu của chúng? Tại sao họ không thủ tiêu luôn những cái xác ấy mà lại cố tình để lại cho con người nhìn thấy? Những người ngoài hành tinh này có vẻ rất tự tin, không thèm che giấu xác động vật hoặc ngụy tạo hiện trường giả. Có lẽ vì họ biết rằng chúng ta không bao giờ có thể tìm được họ. Còn về trang trại Skinwalker, các vụ tấn công liên tiếp xảy ra sau đó, nhưng Terry và các nhà nghiên cứu vẫn không thể tìm ra bất cứ manh mối nào. Họ đành bỏ dở cuộc nghiên cứu và trang trại hiện nay đang thuộc về Adamantium Holdings, một công ty vô danh không rõ nguồn gốc. Tất cả các con đường dẫn đến trang trại này đều có camera và dây thép gai cấm người qua lại. Cho đến nay, nơi đây vẫn còn bị bao phủ bởi một bức màn bí ẩn. Vậy bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Hành Trình Bí Ẩn và đừng quên đăng ký theo dõi kênh, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị sắp tới từ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại!